两天了没有炸哈？两天没炸，现在开始炸。这里是我腰不中的我不，一天炸一天晒。Hôm qua bà nội nói cái vàng mốt này bây giờ lạnh rồi nó không có ra trái nhiều nữa. Hôm qua chi đi Vũ Hán nên là đâu có cắt đâu. Để dành tôi bữa nay cắt này, cắt lượt nhiều xong cái hồi cái đi bỏ vô từng bọc gì đó, bỏ trong tủ lạnh chừng nào ăn cái lấy ra. Năm nay trồng được 2 vàng mớp, ngày đây vàng với phía trước vàng mà ngày nào cũng có mớp ăn hết trơn á. Cả tháng nay cô chú anh chị xem video cũng thấy vậy đó, ngày nào cũng mớp xào thôi là mớp nấu canh, có nhiều đó làm tới làm lui hoài vậy đó. À nội nói trồng được cái gì thì sẽ ăn cái đó. Chứ đi em à. Chứ ninh ninh hả? Thế chứ là, thấy chưa là. Ừ. Nhìn dọn 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 này, cắt hết. Sao mẹ anh dọn lèn thiểu? Anh em à? Chào. Đèn thiếu. Sáng mình chào. Tuệ. Ai dạo quá tội đi. Chưa đi khởi gì chai mà. Chưa thiếu. Chưa thiếu hả sao. Chó lại xin nè. Sao là súng gì dạo à? Thằng vô đây rồi. Đây thì mình dạo cho là. Đây thì phan họ. Một lọ. Ủa. Quay lại. Chưa sư con học quá vậy. Lần là thay chẳng nhân sư mà sư mà. Chế mốt này là cô chú. Giờ cái nó không có ra nữa mà nó ra hình dạng gì đó. Cười thiệt chứ. Bà bác hàng xóm trồng bí nè. Nó bò qua tới vàng mớp của bà nội xoài luôn. Này ba trái à. Chứ họ cạo xeo chứ có sư con. Căng hảo, căng hảo. Thầm ý vừa tiêu đi xăng. Này nó rớt xuống cái nó non quá là nó sẽ bị. Nó bị giống gì nè. Nó bị gãy khúc. Này nó rớt gãy rồi. Ý, nó vô đây. Gãy thành 3 khúc. Thảo Ninh à? À, chơi căng hào. Ồ. Sàn hiệu. Như đâu mà? Thấy. Bà cháy ngon luôn. Giờ mới dọn. Mình thêm chả. Cái chim mốt nó bò ra tới mấy cây ớt ngoài đây đường này cô chú. Nó bò dữ thiệt chứ. Kệ cho nó bò đi. Vài bữa nữa lạnh là nó quéo hết rồi. Không có còn nữa đâu. Ma chết đi. Chết đi, chết đi, chết đi. Cái hình ta là hình gì mà. Chết đi vậy. Ừ. Con xong đi. 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 Ồ. Tổ hồ lại chèm mấy xứ. Hứ. Tôi ra bên này kìa. Cái này nhỏ không biết là lâu không lâu. Cái này đá.
nó bò ra tới cây quế luôn. Thêm cái đâu? Được rồi. Ví dụ là cái cái này sẽ đem cho người ạ. Chứ cũng không biết lão mà lão. Lão này. Lão này thì không. Lão này không phòng miệng cái nào. Đúng rồi, chứ được một hậu. Đúng rồi, phân tái dừa, phân chế biên. Chứ có dùng dùng mà. Chứ có bị áo. Chứ có dùng súng dừa dạo là. Dùng dừa bị áo. Nhưng mà tôi sẽ hậu cái đấy. Chứ có dùng dùng. Chứ có bị áo. Chứ có bị áo. Nhiều đây cho dạ. Bảo nãy hồi nữa Di sẽ gọt vỏ, bỏ vô bọc thì bỏ trong tủ đông để dành ăn. Cho tua hả? Ừ, chị Chi. Cho Nhi khai hiệu cho chị Chảo à. Chứ hả? Chứ cái lầu. Chứ cái gì à? Bố hậu. Chứ cái gì bố hậu. Sớp sớp. Chứ tôi sẽ hậu cái đi. Ừ, chứ hậu đây. Bỏ皮放到篮子上了，把鸡吃。好。这个拐个我老弟要鸡吃，等一下你来搞啊、哦。嗯，这里还有一条了，哪里？有啊，小的，嫩的，要去那个姑娘等，要等你喂去人了呢。哎，姑娘等不？来，等一下。那奶奶养老。我等个不见老个，一下子就老。最好他来，没有了，没有了。好嘞，我走嘞。Móp thì đem vô gọt vỏ ra, hồi đem đi rửa, rửa rồi cắt khúc khúc bỏ vô tủ lạnh để dành tới mùa lạnh ăn. Mùa lạnh thì không có móp, vài bữa nữa là cái dây móp nó rụi hết rồi. Nhiều đây hồi với cắt ra, bỏ vô bọc, bỏ vô trong ngăn đông hết. Ngon dễ sợ luôn. Mớp non ngon dữ lắm luôn á. Cái vỏ mớp này thì cho gà ăn. Non non gì ha, gọt ra là nó ăn hết trơn à. Rồi vài bữa có hái nữa. Bà nội nói có đợt sau rồi phơi khô. Non rồi nè. Giờ lạnh rồi, nó ra cũng ít rồi, cũng sắp nguội rồi. Ở nhà thì không có mấy cái bọc bự, chỉ có cỡ này thôi. Nên là vô một bọc bao nhiêu đây? Nhiêu đây là cỡ được 5 bọc đó, vô hết luôn chắc cỡ được 5 bọc đó. Vô 5 bọc rưỡi luôn. Bọc nhiêu đây là 11 lấy ra bọc gì là xào được dĩa rồi. Giờ bỏ vô tủ lạnh. Trưa nay bà nội có nấu cháo đậu xanh á. Vì mới lấy đậu đũa nè, đậu đũa bữa hổm muối, bữa nay lấy ra đem đi xào với thịt, chuẩn bị xong rồi. Giờ xào cái đem qua bên kia cái ăn cháo, trưa nay ăn cháo, xào nhiều một chút rồi để chiều ăn cơm luôn.
xào ra được dĩa luôn. Giờ đem qua bên nhà bên bà nội bên kia ăn cháo. Bà nội nấu cháo để nãy giờ nó nguội nguội, đặc quẹo như cơm vậy. Cháo thành cái phong cháo đi. Bà xưa tôi xào, sừng tôi xào. Thì sừng thái tôi, bà xưa tôi quà. Ăn cái này à? Bữa nay có hai mẹ con ăn thôi. Sáng rồi đưa đi học rồi. Chiều mẹ nhớ rước con nghe. Ngày nào cũng vậy hết trơn á. Sợ không rước. Bà xưa chứ phải gì đó. Ta hãy đi điện thoại. Cho chú đi ngoan thăm chú ăn. Rồi lọc có lại chú đi. Đi hẹn liền cho đỉnh sữa. Cái chỗ hậu sữa à? Xong rồi sao? Nó chín sáng. Quả xì sáng sữa à? Nó sai chín sữa hả? Rửa ba lần mà nó vẫn còn hơi chua chua. Son là sư chú hầu sư đi. Thà khăn của mình sư ta hãy sẵn sư. Bào lấy à, lỗ nó chạy rồi. Ở bao nhiêu gì cô chú nấu cháo hay nấu đặc gì nè, nên là ăn cháo ăn đũa không ăn muỗng. Ở gì cô chú thấy ăn cháo rồi cũng ăn đũa y như cơm gì nè, nó đặc chứ coi phan là giang mặt kẹo gì nè. Cháo đậu xanh nó ngon, mà thêm này chua chua nó ngon. Bà nội mỗi lần ăn cháo gì thì bà ăn 2 chén á. Chị ăn chén gì thôi, bà ăn 2 chén. Khoai lang lần củ nhỏ nhỏ nha, bà ăn lần mấy củ luôn đó. Chào tới cái chú mua đâu? Ừ. Tất cả chú à? Cái chú quán cái này đi. Cái gà này đi. Giờ này có bà bác qua chơi. Chứ cưới chào cháu nó rồi. Ừ. Ít chú mua chào cái này. Bà mama xưa chứ cái châu hậu sư. Ê, sư mô dạ. Ừ. Thà sư, thà sư lẻng hoàng. Ê, thà nhớ. Cô thổ tên là cái mà. Có chị chẳng đánh lên nghỉ chứ mô bà gì. Người ta mô đi mô bà. Ta có không có tố gì hả? Thả gì hả? Sao gì mà nhỉ? Thả nhà anh ta chỉ cái tớ gì hả? Chứ cái cổ rồi. Có phải có mô chứ hả? Hả? Ừ. Mới tên gì? Phá lâu chứ. Bà bác cái đồ mót tivi của bà bị hư đó cô chú. Bà đem ra chợ sửa, chị nói để đi chở bà đi. Chị nói chị chở cho cô nghĩ. Ừ. Siêu quản là chị khăn hả? Ừ. Cháu hỏi rồi mấy. Thu anh nha. Thu anh. Bye bye. Bye bye. Thì cô chú. Đi ra chợ sửa. Mỹ Đình. Muốn sao được đâu. Bia lại đâu. Mày xong dạy đi đây hả? Chứ tao xin nói đi. Gì? Nói chứ gì vào tiên hoa. Có tả tiên hoa quên tha. Chứ gì vào tiên hoa. Tả tiên hoa quên. Là tiền hả? Tiền tranh thợ rồi. Anh đi sửa cho người ta phải đợi 30 phút. Tôi lo cho ai giúp hàng giúp hàng. Ừ, tôi chê sao mắng cô. Chị chết đi tỉnh qua. Cô chê sao mắng cô lại là cô chê này phụi. Giờ Di rước xoài luôn. Tôi kiếm được một giúp hàng được à? Chị đã đi. À, bố xí à. Bố xí phong này nè. Ở đây mấy bà bán. Bố xí tên nè. Già rồi chơi đánh bài tứ sắc. Một bà khả thức. Mấy bà bác thì đánh nhỏ bạn vài đồng thôi.
chạy tới đây thấy ông bác già rồi mà gánh nước lên kìa cô chú. Cái dốc gì còng lưng gánh không nổi vậy. Bà bác này giờ cũng gánh lên. Thấy gì chứ nặng lắm á. Đây đây có con kênh gánh lên trên đây cái tưới gao. Khi mình người trẻ gánh không nổi đâu cô chú ơi, hai cái thùng nước nặng lắm á. Xin phụ啊，嗯，对，很辛苦。嗯，那红菜啊，嗯，红菜是红菜的孩子。嗯，是。<笑> 你们两个人种这么多？ 那 đi cứ sòi mà còn nhiều chuyện ghé đây quay một cái nữa mới đi á. Hồi ông bà xuống cái dốc ngay đây nè. Từ đây gánh lên đây cũng gần nhưng mà có cái dốc lên hơi cao quá rồi chứ. Hãy đi quay dốc à. Đây rồi, dốc xuống. Thôi nè, cái dốc xuống gì nè. Cái này ta trồng rau nhiều lắm. Chừng nửa tháng nữa rau chỗ này lên xanh hết. Rồi giờ qua rước xà lách thôi. Ông bà cho chú ơi, bây giờ mẹ chở con về nè. Đi về thôi. Bây giờ mấy bạn này cũng chuẩn bị ra đây để cho xe chở về đó. Đi thôi trời ơi. Đi về thôi. Nay học vui không? Vui. Vui quá. Vui nhiều không? Vui nhiều. Xe của mẹ đâu rồi? Xe của mẹ ngoài đây nè. Đó, mấy bạn xếp hàng kìa, sao thấy chưa? Bye bye cô. Bye bye. Bye bye. Bạn sao đi ra đi. Bước ra, bước ra. Xe đậu ngoài kia á. Bạn đó ông cũng lại rước rồi kìa, bạn mừng quá chừng luôn kìa. Đây xe đây nè, xe đây nè, nhanh lên nhanh lên, nhỉnh gì đó. Bạn đó ông nội đi rước rồi, bạn vui vậy thấy không. Mẹ bạn kia qua. Bye bye. Rước xòi xong chạy qua đây rước bà bác về. Không có sữa cô chú ơi. Anh này lấy cái đầu mót y chang đó luôn. Anh bán cho bà cái mới. Cái này cái cũ của bà nè. Mua cái mới, giờ bấm thử. Đó, bấm thử được rồi đó. Ừ. Cái này 10 đồng. Cái đồ móc mới này 10 đồng. Không nhạy lắm. Nghe anh tán. Đi cha. Về nhà thôi. Cái này nắng đẹp quá. Mấy sao mà? Bây giờ, bây giờ. Mấy mấy rồi. Cha. Bây cha, cha. Rồi nó để dắt xòi vô trong tiệm này mua bánh cho xòi mà thôi đi về.
Về cái bà dẫn cho Di ra đây vô quay mấy cây hồng. Rồi đi qua đi lại á, thấy hồng ở đây trái nhiều quá. Kêu Di lại đây quay. Ừ, chinh tôi hả nhỉ? Ôi, trái xum xê luôn. Ôi, đẹp quá. Ôi, lên tới đọt lên trên kia luôn. Là phải nó quỷ. Ông bác này quen với bà bác. Mà phai anh. Cái loại này thì trái nhỏ thôi cô chú ơi. Nhỏ như cái trứng gà vậy á. Mà trái nhiều. Trái quặng cây. Gì vậy sói? Làm gì vậy? Cảm ơn ông đi. Chứ gì vậy vậy? Bao sai. Ở đây trồng bắp cải nhóc trơn. Chị chú mà tôi đi về rồi mà ông quét còn hái cho mấy chiếc quýt nữa. Bye bye ông này mình đi về. Bye bye. Bye bye dì dì. Thôi tới chưa? À. Chân luôn rồi, nhiều rồi nè. Tôi nhìn thấy rồi. Ngủ thấy rồi là 60 tuổi nè. Cô ăn nè. Này. Ông chưa tông chứ. Ông nó cảm ơn ông. Ừ. Còn chuối nữa. Quýt trái chuối đâu? Quýt. Lộn ra trái chuối. Rồi lấy hận gỗ luôn ạ. À. Còn không? Không còn. Không còn hết rồi. Nhiều đây. Trái hồng nhỏ như trứng gà của bà nội gì hết rồi. Dạ. Nhỏ nhỏ không nè. Cái đây có trái bí, bữa nay cắt vô luôn. Chứ khởi gì xưa làm nhạc sư rồi chứ. Nhạc sư. Ừ. Đây là cái xào. Nè, đây là xào. Hãy yêu cơ. Chá này nó teo. Ở đây có một cái này. Lần là bây giờ chẳng có sẵn. Lạnh rồi, không biết nó trái đó nó lên được hay không. Đây là hai trái vậy nè. Sang cơ. Sang cơ xào quả. Hả, chào. Rã chứ, rã chứ. Cái này đem vô xào. Như bữa nay dì nấu canh. Canh dê bí. Nấu canh bí nè. Canh bí này sợ quái lắm ạ. Bữa nay ông nội giờ này chưa về nữa. Chị dâu qua nói là ông nội ăn cơm trên nhà máy luôn, không có gì. Nhà chỉ có 3 người ăn thôi. 3 lần à? Chị dâu ăn cơm rồi nên không có ăn. Chị dâu này là con dâu của bà bác tóc bạc bạc á. Ăn lẹ lên. Ăn cơm với canh. Chan canh vô dễ ăn thôi.
Mama giúp vậy. Thấy không? Cầm bí. Không. Ừ, ăn hết ấy nữa nha. Thì đi hoa là có cái tốt rồi. Chị dâu năm nay 63 tuổi, chị nói tới năm 65 tuổi chị cũng về quê ở. Giờ gán đi làm, nữa về quê ở ít áp lực. Chị nói về quê nữa trồng rau được, vì cho khỏe. Bà bà, xin thêm số mối số hủy lại. Tôi cũng không biết. Khai yêu bọn này hủy lại. Là đó, sư y tinh là hoa, thế sư tinh đủ hủy lại chứ. Hôm qua à? Chị dâu hồi nãy là con dâu của bà bác bên đây nè. Vài năm nữa già, cái chị cũng về quê. Ở trong xóm của gì đó. Đó là nhiều người đi ra ngoài làm. Tới già về ở đây ở. Nữa sau này già mà Duy về đây là cũng cũng có nhiều người dưới quê rồi. Lúc đó không có vắng đâu. Ông bà chú ơi, nãy giờ con quặng tám chưa mẹ thấy. Thế này là màu đỏ trong nước không ăn được. Thế này là màu xanh ăn được trong nước. Thế này mẹ con ăn, thích ăn lắm. Ở trong trong nước nè. Cái gì cũng được trắng nữa, không trắng gì. Vậy không cũng mẹ sao. Cái mày là xanh nan nà, xanh đan. Miếng hoài lan, xà lan, xà lan. Miếng hoài lan. Miếng hoài lan. Tự nhiên xà lan, xà lan. Ông bà cho chú ơi, ủng hộ mẹ vui. Mua xanh nóng nha. Cái này cũng được ăn nữa nè. Cái này cũng có bán nè. Dạ. Cái mẹ đâu. Cái gì cũng bán nữa. Có ba loại thôi. Ba loại thôi. Bán hết rồi. Mẹ bữa tông kêu ba bữa tông mua. Ta dặn bài tôi chú ông bà tôi chú ngủ nha. Bye bye.